Trong tứ ưng tường có ưng quốc gia, ưng tổ quốc ghi sâu hằng nhớ mãi. Các anh hùng ngã xuống vì nước non, cho cuộc đời, cho dân tộc mãi ngàn sau. Ngày hôm nay là ngày 26 tháng 7, chỉ còn một ngày nữa là đến ngày kỷ niệm ngày Thương binh Liệt sĩ. Cho nên là em nghĩ cũng vì lý do đó mà ban tổ chức mong muốn rằng các bạn khóa sinh có cơ hội để bày tỏ lòng tri ân biết ơn đến bác, đến các anh hùng liệt sĩ và các thế hệ ông cha đã vì đất nước mà hy sinh ạ. Em nghĩ là để bọn em có thể trưởng thành hơn thì có phải có cả lòng biết ơn nữa ạ. Lúc khoảng khắc đứng ở chỗ thảm đỏ để chuẩn bị dâng hoa, cái giây phút nó rất là nón lặng, cảm giác là một khẩu bầu không khí rất là nghiêm trang. Điều này làm em hồi tưởng đến những người đã hy sinh vì đất nước Việt Nam ạ, và thực sự đó là một cái sự biết ơn vô cùng là thiêng liêng và kính trọng ạ. Chúng tôi kính dâng lên hương hồn anh, những đài hoa sen ngát thơm. Chúng cháu mãi mãi nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc để cho chúng cháu được sống và học tập trong hòa bình độc lập. Chúng cháu mãi mãi nhớ ơn, chúng cháu xin hứa sẽ chăm ngoan và học giỏi để đền áp công ơn của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho chúng cháu. Trên trận tuyến thầm lặng đã viết nên trang sử. Lúc mà dâng hoa, dâng lên các anh hùng liệt sĩ thì em cảm thấy rất là xúc động và biết ơn các anh. Em cảm giác là lúc đấy mình đã thấy rất là thiêng liêng và thấy rất là nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho nước nhà của chúng ta. Em muốn gửi lời cảm ơn rất là sâu sắc đến các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh để chúng em có ngày hòa bình, ngày tươi đẹp như ngày hôm nay ạ. Em hứa sẽ học tập thật tốt, chăm chỉ để không phụ lòng những người đã hy sinh. Em rất là cảm ơn các quý thầy đã tổ chức cho chúng em khóa tu này để chúng em có thể được khơi dậy được lòng biết ơn của mình đối với các anh hùng liệt sĩ và đối với mọi người. Nhân ngày 27 tháng 7, em muốn gửi lời nhắn nhủ đến tất cả các bạn khóa sinh cũng như là tất cả các bạn trẻ trên toàn đất nước Việt Nam. Hãy biết ơn, trân trọng cũng như cố gắng học tập, rèn luyện để sau này trở thành một người con có ích cũng như là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của mình.